Chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với vlog của mình. Rôn rả, rôn rả. Cả xin chào. Xin chào cho tên vị tế. Nani nani? Xin chào. Xin chào. Xin chào các bạn. Nani sore? Xin chào. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Sore wa naka ohayou gozaimasu mitai kanji de. Xin chào các bạn. おはようございます。 ベトナム語? そう、それはベトナム語ですね。 Sau 2 tiếng đi xe thì giờ cũng đã đến nơi rồi. Trời rất là nắng. Thì đây là cửa vào ạ. Trước khi vào phải mua vé đấy. Thì đây là cái tòa nhà trung tâm ở tỉnh Narakan, Sentinel Hall. Và trước cửa đây thì mọi người đang chuẩn bị. Thì có cả người nhà, bạn bè và vận động viên nữa. Đầu tiên là phần thi của nữ. Thì nữ với hai nam gì đấy thì đều giống nhau các bạn. Thì mà đều phải chia ra các class khác nhau. Từ độ tuổi 20, 30, 40, 50 và 60. Hiện tại thì màn trình diễn bây giờ là lứa tuổi 20 trở lên và dưới 30. Thì ở Nhật thì cũng đã 2-3 năm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ đi xem mấy buổi biểu diễn gym contest này. Thì vé vào một người thì tầm là 7 sen thì phải. Khá là đắt các bạn. Mặc dù dịch bệnh thế đấy. Nhưng mà cái gì cũng đắt đỏ cả. Và chỉ có mỗi xem chắc tầm 3-4 tiếng là hết à. Mấy ông con trai chắc chỉ có đi xem mấy màn trình diễn của các em gái này thôi, tôi nghi lắm. Tiếp theo đây là màn trình diễn của nam. Thì đây, hàng đầu tiên mà tính từ bên trái qua. Thì đây là thanh niên này là đang là tiên trổ của cửa hàng gym mình đang tập. Thì như là sở hữu 3-4 chuỗi cửa hàng như vậy. Cũng bằng tuổi mình. Bằng tuổi đây nó có cái gì lạ lắm. Nghe mà thấy tủi thân à. 30 tuổi trong tay mà vẫn chưa có gì các bạn. Thì nói chung là màn trình diễn khá là dài. Phải tầm 3-4 tiếng thì mình sẽ không làm video hết được. Nhưng thì chỉ có cái thanh niên tên chủ hồi nãy mình vừa nhắc ấy thì được giải 2. Còn một thanh niên khác thì được giải nhất. Và còn lại một số người nữa, như có 4-5 giải gì đó. Thì buổi trình diễn cũng đã kết thúc rồi, mình và thanh niên nha. Hai thanh niên đi cùng nhau thì cũng khá là đói. Bây giờ thì đã chuẩn bị xuất phát để đi kiếm cái gì đó ăn thôi các bạn. Video tôi cửa. Ramen. Ramen ikku yo. So, noddo. Thì mà nhịn đói từ tận sáng đến bây giờ thì tầm giờ là tầm 3-4 giờ chiều rồi các bạn. Cực kỳ là đói. Thì ở Narakan thì rất là nổi tiếng với nghe nói mì đấy rất là ngon các bạn. Narakan初めてですね。奈良県行ったことないで。今おらんな。そうですね。シカ。なんかこっちよシカ。おらないじゃん。おるでおるで。おるか? ちょっと向こう行ったらおると。え? 食べれるか?鹿食べれる。え?過ぎた?取りすぎた? Thì thanh niên này thì nay sẽ dẫn mình đến quán. Nghe nói quán mì ngon nhất ở đây. Nhưng mà quán mì ngon nhất ở đây thì tầm 6 giờ mới mở cơ. Tầm giờ đấy mà đi ăn thì chắc về tới nhà cũng khá là muộn. Nên sẽ ăn đi quán mì khác. Mà thề chứ. Đi chơi mà còn mệt hơn đi làm không ạ? Đói là đói. Thì sẽ do hai thằng cố xem nốt cho xong cái buổi trình diễn hôm nay. Thì có vẻ là sắp đến rồi đấy các bạn. À đây rồi, phía bên tay phải. À, cuối cùng đã tới rồi. Lần này vào thì gọi rãi bãi.
ăn cho đã. Thì ở quán mì ở Nhật ấy thì nó sẽ có một cái cây như kiểu bán hàng tự động vậy. あ、チャーハン。チャーハン。あ、取れてる?取れてる。チャーハン、チャーハン。チャーハン。これ重りか。うん。で、こっち半分、ハーフ。あ、ハーフで。こんなぐらいで。はい。OK。購入する。購入する。 ありがとうございます。 Thì cây bán hàng thì khi bạn chọn xong thì nó đưa ra các tem phiếu giống hệt như kiểu bên mình ạ, xong đưa ra cho chủ cửa hàng. Và đây, sau khi ăn xong thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn theo dõi. Giờ chắc tầm là 5:30 rồi, 6 giờ gì đó, đi về mất 2 tiếng nữa, chắc 8:30-9 giờ mới về tới nhà.